con này khoảng mấy lạng? Khoảng 6-7 lạng nha cả nhà. Ồ nó vàng ẻo luôn cả nhà. Trời, vẫn được ha. Không nhìn thấy ít bữa tôi lớn rồi mất tiêu nữa bạn ơi, mới đặng mắt hết tài luôn mấy bạn ơi. Chào tất cả các bạn nha. Sáng nay hai anh em mình tiếp tục công tác quen thuộc đi thăm bẫy rắn nha cả nhà. Nãy mình cũng có mới một cuộc điện thoại với anh bạn ở bên Trung An, cũng đồng nghiệp của mình. Mai mình sẽ qua giao lưu với kênh của anh bạn, cái kênh của anh là Bẫy Rắn Cần Thơ nha. Thì sẽ qua giao lưu để học hỏi kinh nghiệm cả nhà. Thì có gì mong cả nhà ủng hộ và nhấn nút đăng ký, nút like, nút chia sẻ cho kênh Săn Bắt Sông Hậu TV mình và kênh Bẫy Rắn Cần Thơ nha. Ngày mai hai anh em mình sẽ qua giao lưu để học hỏi kinh nghiệm. Cũng làm cũng mấy tháng gần năm mà mình quen biết được nhiều người thì mình giao lưu học hỏi với nhau thôi. Rồi thôi, lời đầu tiên thì cũng cho anh em mình cảm ơn thời gian qua cả nhà đã ủng hộ nha. Anh em mình sẽ đi đến bãi nào có dính mình bấm máy cho cả nhà xem. Mai mình đi giao lưu mình sẽ bấm máy quay lại cái cảm giác đi thăm bẫy rắn cùng với anh bạn ở bên Trung An nha. Kênh của anh là Bẫy Rắn Cần Thơ nha. Ngang cây cầu tự chế luôn nè cả nhà ơi. Cây đang ngã. Ngã ngang kênh luôn. Quá thắt chứ không muốn quay nha bạn. Quay các bạn còn dưới chỉ những đường và chán. Một em hai em không. Không dính. Nãy giờ đâu mấy chục tay rồi. Hơn nửa luồng mình không dính. Gì vậy? Ê con hổ nón cả nhà ơi. Đâu rồi? Cái đầu nó đâu rồi? Con hổ nón vàng nghính luôn nha cả nhà. Đứt đây chứ không ngoài đồng. Này cái này mà gặp bà chị kinh Bẫy Rắn Cần Thơ là kêu là hổ nách nha. Cây cường kêu là hổ chó. Kinh của anh Võ Minh Phụng kêu là bánh mì. Hổ hành nó tiên cho gần như mấy anh bẫy bắt hết không vậy mà. Còn dính lại ba cái lãi không ngựa đâu không. Em hổ nón như thế này, chụp đầu nó luôn đi con. Cho ra nhảy nhảy được chơi. Ra dẫn dẫn rồi. Đó. Lên bờ trống dễ nhìn rồi ha. Rồi nó câu vô kìa. nó câu vô đó. Ý. Con này khoảng mấy lạng? Khoảng 6-7 lạng nha cả nhà. Ồ nó vàng ẻo luôn cả nhà. Trời, vẫn được ha. Qua không nhìn thấy ít bữa tôi lớn rồi mất tiêu nữa bạn ơi, mới đặng mắt hết tài luôn mấy bạn ơi. Mấy bạn biết là gian lưới này mắt là dính không đó. Không dính đâu lấy làm gì. Rồi em mình công tác quen thuộc là bắt cái này. Hả, học bự ghê mấy bạn. Lăn lăn hồi cũng chui vô thêm. Hổ hành năm nay không thấy mấy bạn ơi, bị đập lợp hết rồi, đồng nghiệp làm hết rồi. Mình chỉ ăn được mấy con rắn giạc này rồi. Chấp nhận số phận bảy lứ thôi. Văng thì không có chỗ văng, bích chịch chứ, lợp đập gì cánh hết. Bữa nay trời nắng quá nắng cả nhà. Nắng mới đi chứ mưa nghỉ nữa rồi. Đi dính chứ chứ. Nghe mình đang bắt ra nghe cả nhà.
Mai qua giao lưu kinh của anh Bảy Gắn Cần Thơ, hy vọng là mai anh trúng lớn nha. Trúng hay trúng lấy gặp anh chữ mình. Quay nhìn thấy anh chọc gặp nhưng mà mình lứ mình không sợ bạn ơi. Thoải mái, lấy nhiều lấy còn nhiều. Này mình phải dùng lưỡi lam mình cắt cái mặt lưới cho nhà mới bắt ra được. Cắt mặt lưới rồi mình tuốt nó ra. Phải hy sinh vài mặt lưới rồi. Mấy bạn thì hy sinh con chuột để lấy con rắn phải không? Mình thì hy sinh vài mặt lưới. Lưới mình thì nó chưa bằng con chuột của các bạn nữa, nên đỡ vụ đó. Gách luôn tới lưới cũng có 2.000 mà, 2.000, 3.000 hả? Con này mập ghê. Con này nó đặc, con bọng quá, nó bọng con ấy còn con này. Khoảng 2 để anh. Dạ nó chói rồi hả? Quá to luôn. Đó. Rồi một em món nón đầu tiên em mình bỏ vô rồi đặt cái tay lưới lại mình đi thăm tiếp nha cả nhà. Chúng mánh trời nắng lại rồi nha mấy siêu huynh đồng nghiệp. Bữa nay nha, nó lên lục mặt thằng kiếm giống bữa đầu nữa. Bữa đầu nó đẩy 6-7 con cái tới bữa nay chết hoài. Trời nắng là mấy em hổ nón với gắn lãi đồ là đi nhiều rồi đó. Còn hổ hành mình chưa thấy. Trời nắng lại là mấy chúng này là bắt đầu là đi ăn rồi. Rồi em mình nó đặt lại nha cả nhà. Mình không có quay cao cao lên được, bạn thông cảm. Rồi em mình đặt lại đi đến bẫy tiếp theo cứ dính bấm máy cho cả nhà xem. Lấy cái lấy mọi người chụp nó được không? Đâu đâu nó nằm đâu? Bò đâu hết thấy nãy mới bò bò. Từ từ thấy nè, mới thấy nó treo leo leo. Bò đâu mất tiêu mấy bạn ơi. Em tính chụp nó luôn. Nó bò. Hay thiệt. Lãi rồi. Lãi nha cả nhà. Em tính chụp rồi. Thôi mình đi thăm bẫy tiếp thôi. Dính mấy bạn ơi, dính gắn lãi. Ta lưới gắt đó là ta riêng. Còn con nữa chạy nữa thấy không? Mới chạy nữa hả? Em lo em nhìn ta lưới thấy mắt thiên. Trời ơi, phải nhào chụp con đó nữa, 2 con rồi. Ơi mà nhiêu 2 con anh hai ơi. 2 con hả? Ai biết là nhìn sao đấm đấm nè. 2 con, còn ngoài nữa trời. Cẩn thận ơi, còn con ngoài nữa. Hai cái tay lưới dính 2 con. Lỡ nhìn thấy banh chành tự dính gắn bự rồi gắn lãi. Dính 2 con rồi thêm con ngoài nữa chứ. Con ngoài nó ruộng lớn này đâu dính được. Em gặp tay lưới gắt em tương nào xé nè. Tay lưới này được rồi, cũng mình bỏ nè. Đó anh gặp mình nó đấy đó. Đó. Ở ngoài con nữa cả nhà mà lo để kiếm cái tay lưới không ạ. 2 con luôn. Bữa đó em đón thì gan hay em nói bữa mình đi rồi qua sao nó có. Bữa nay vô mánh nha. Đóng mấy bạn ơi. Đó. Rồi, nằm nẹo 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 hai ba chú kìa. Đó. Chị không nón đi. Chị không nón đi. Con ở ngoài nữa chứ. Ừ. Mày đem lên trên nó đi ha. Ừ. Chờ đi. Chấp. Đem lên chỗ trên bờ nó đi chấp. Đem lên gốc bò rắn luôn đi tao.
Đây có người nha cả nhà, có người làm gãy nên đem vô chỗ này cho nó khuất khuất. Các bạn thấy nó chịu dính dính vậy nè. Đó. Ấy, đưa cái đầu đi anh. Năm ngoái dính vậy không mấy bạn, năm nay nó không chịu dính. Dạ. Năm nay lâu lâu mới được hai con. Dính cho hai con vậy đó. Ôi ơi, ở ngoài nằm con ngoài nó trời. Ta lớn ruộng hết rồi đâu dính được nữa. Trời ơi. Dậy ghê không? Trái luồng bên kia cũng dính bình thường, bữa nay trúng hai con hổ. Ngoài đi chưa hết luồng đó. Này ta kêu là không may gắn lãi cho nhà. Ê, nó muốn tụt luôn kìa Tân. Vậy gì còn khúc dưới vậy này. À khúc mập. Tụt rồi, tụt nó đi. Trời, hai thằng này. Dẫn nó nghe bạn. Tụi hai thằng chơi với mình luôn. Tao con mình mới bay tới hai thằng chơi dữ lắm. Nó nè. Được rồi nè, bắt con chứ. Còn con. Hai con đang chăng không trời. Rồi. Bắn liền mấy bạn. Nó nó cắn tay tao mày. Rồi, cạp cạp chạy luôn các bạn. Ôi, bữa nay mình gặp hai con này nó dí hai, không may nó dí mình nữa. Từ từ thằng chân cái thôi, hai con bay chân lượt một cho tao chơi lại. Cạp cạp ra máu tay luôn rồi. Đây hai con lượt mấy bạn ơi, gỡ một lượt hai luôn để mấy quay cắn đâu hoài bực mình rồi. Con nó trời. Ngoài năm con lo nhịn tay lưới này, em nói mắt lo nhịn tay lưới không à. Tay lưới này chắc bỏ thiệt rồi ha. Quá trời rồi. Hai con bày nhảy giống chừng. Cắt ra cái lỗ trời bày. Con tay với hai con bỏ không được. Tay mình nó ra máu nên không quay cận cảnh được. Nó cạp đó mà, cạp rớt máu luôn á. Giỡn không mà cạp chảy máu luôn mà. Bữa nay có thành quả rồi cả nhà. Hôm gài lội mệt chết luôn. Cái này trời nắng là có lời nha. Dòng mai mình đi giao lưu anh Hằng, ủa anh bạn ở bên Trung An, anh trúng lớn nha. Chứ clip này chưa chân mới hơn nửa luồng được ba chú rồi nghe cả nhà. Lâu lâu mới dính gắn nên mình quay hay lâu lâu cho cả nhà xem nha. Ôi ôi nó ỉa kìa kìa. Bây giờ quá mày. Ỉa tùm lum hết trơn. Giờ mày mắc ỉa mày mới bị dính đây phải không? Nó đi ỉa, lũi vô một chuối ỉa đó. Lũi vô chuối ỉa. Lợi thấy tưởng đồng nào nó xé thử lấy gắn nữa rồi. Chứ quậy đó là biết có dính, tưởng gắn bự không đó mà không ngờ hai con quậy quá trời quậy. Nhưng mà còn con ở ngoài nữa ha. Con thấy mày này quậy quậy nè. Phải cái này mà lưới nó còn một ấy là chừng lụm con đó luôn đó. Dính chứ. Để quấn vô rồi con này nằm gì sao quấn được. Con này cắt chúng cho chảy máu rồi. Để chảy gì đó. Bà ơi. Rồi hai hai em nghe cả nhà, em mình nó mới ấy xong. Mới cắt lưới rồi xong. Rồi bỏ vô đi Tâm ơi. Cũng còn nhiều bẫy mà còn một luồng ở dưới kia nữa. Hy vọng bữa nay trúng lớn nha cả nhà. Để mình đi thăm trễ quá sợ người ta đi ruộng nè. Đi ruộng chết các bạn. Nắng lên nó chết nè. Nó quá đã. Bà chú rồi nha cả nhà, bà chú trên ký nha. Ôi trời ơi, để vô cái một túi vậy kìa. Này mai mốt phải đem túi bự mới được rồi. Này nó dính chừng chục con sao để hết. Đem một túi mốt. Mà chắc cái chuyện đó phải xa về, có xuống ít lứ quá. Không dính không gành không dám xuống mấy bạn, cho nên cũng không có được nhiều lứ chứ. Trước thì mình đem vỏ có túi. Đâu đâu mượn ngay. Vỏ bự lắm.
trên ký rồi nha cả nhà. Ôi giời, nào nấy nó vàng nín nè. Trên ký. Rồi, mình đi đến cái bẫy tiếp theo mình thăm thôi. Cái này trúng mánh này. Này trúng lớn rồi, anh bạn kinh bẫy gắn Cần Thơ này. Nãy hai tay bến im quá. Ủa, ừ đúng rồi. Tay kia con ngựa hả? Tay được rồi, hai con lại. Hả? Chết rồi bạn ơi. Đánh thằng ngươi gắn bự. Ồ con này chết lâu rồi hả? Chết lâu rồi thì bữa đó, bữa mình đi thăm đó là chiều trời nắng lại dính. Bữa đó em nói gì kìa. Nó nằm một đống rồi mấy bạn ơi, chết xình luôn rồi. Hết biết con lái nó bự. Bữa mình đi thăm trời mưa buổi sáng đó, hai cây. Bữa đó mình đi nắng hay mưa ta? Bữa cũng có nắng lai gai rồi. Ừ. Qua bữa sau là nắng bữa gắt đó ha. Nhưng mà bữa đó nắng tới chiều lần, bữa mình đi nắng lai gai mình chịu nắng nhiều. Bữa đó dính rồi. Chết xình rồi cả nhà. Rồi mình bấm dựng đây cho anh em mình xử lý cái pha này nha. Cái này còn ăn được, đem về hầm đủ đủ không quá. Con này gỡ 4-5 lạng rồi cả nhà. Lãi hết biết bự. Rồi em mình xử lý sửa tay lưới lại đi tiếp cả nhà. Anh em mình dục lên trên đó. Thúi quá, thúi. Quá thúi các bạn ơi. Rồi đi tới bẫy tiếp theo mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Rồi em mình nó đi dạy thăm còn có 4-5 tay gì ở trước nào có dính nó kêu mình ngồi như mệt chút hơi đuối quá cả nhà. Bây giờ lội cũng mấy cây số rồi. Rồi nào nó kêu mình có dính nó kêu mình lên bấm máy cho cả nhà xem nha. Dính rồi, em mình nó kêu mình cả nhà. Này mình đi lưa cái luồng dưới nè. Hả? Dính mà chết hả? Dính mà chết à, các bạn. Chết từ từ nha, có gì lâu lại đây để ổ ông nha. Ổ ông đâu? Thôi vậy đây, 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 nghe mình đem lại đây ổ ông các bạn. Cái dầu chết rồi, uống quá. Còn ăn được không Tâm? Ê con này con ăn được à? Nẹo nè, mấy chết. Mấy chết hả? Con này có chín. Con này còn ăn được nha các bạn. Nè ghét không? Miễn chết rồi, mấy ngựa địch nè, có con ha. Cái con này còn không nhảy nè, con hổ hành á. Nhất là hổ hành ha, chín còn sống rồi cũng địch lại, địch ngựa tửa nè. Địch mau sình nữa. Ở địch mau sình. Nhỏ ngắn này chưa ấy chứ, địch cũng vô cái sình. Bỏ uống hả? Nó địch chỗ nào là hôi hôi đó đó. Cái gắn cũng còn mình treo à. Rồi còn ốc nắp nữa vậy. Mới chết. Mới chết. Con này con thứ 5 nha bạn, mà chết hai con. Sảy con nữa đó. Ta lưới đó có sảy con. Nó ra lưới cuối hả? Có. Còn ra đó còn ông quay trở lại gì. Quay lại với ông đó, sao vậy? Thấy con gì anh? Dạ. Con gì? Ba ông bạn. Quên nữa, có một phanh phanh cứng nha cả nhà. Thằng em này nó ở Sóc Trăng á. Lên tới trên đây nó giao lưu với anh em mình nè. Các bạn thấy có đạn chưa không? Tươi mà. Ừ. Vậy có ăn được. Đây con đem về hầm xá đi Nhật. Con thì cũng ngủ nè ăn. Trời mình ăn nó. Nên để nó ăn được. Cái khúc nào á nó về mặn, cái khúc nào mà nó như nó ấy chỗ này nè, là biết cái gì ở đây mà nó hơi nhìn thấy là đen không? Cái mặt nằm đây bể vậy. Ừ bể mặt. Cắt khúc này bỏ. Chứ mấy khúc này còn ấy nè, nó ăn thì chín không tây rồi. Cái luồng này được một em đầu tiên chết rồi nha cả nhà. Này đem về hầm xả nó. Còn ấy nếu mà ấy thì cân sầu sầu có sầu lá cạch. Rồi anh em mình đặt tay lưới lại như cũ nha cả nhà. Cô ông nên mình không có lại gần cận cảnh quay cho cả nhà được nha.
Rồi chút xíu nữa có cái nào dính mình bấm máy lên cho mấy bạn xem nha. Rồi, dính nha cả nhà. Em mình lậu trước. Hả? Hai con nữa hả? Thấy khúc cái đậu này xuống đó sao còn khúc mỉnh với đó nữa? Đâu? Hai con. Ồ, hai con nữa. Trời ơi đã. Phải hổ hạnh cặp gì không dạo rồi. Con dí sao cứng đơ vậy? Con hành mấy trăm ngàn ký không còn bóng rồi chưa chết đâu. Cứng đơ hả? Chết rồi. Cứng đơ rồi. Ở con nó còn ăn được xong rồi cứng ngắt. Đi gì nãy chừa con kia lại luôn rồi, thấy con chứ mày, con kia nãy còn ăn được, chặt bỏ khúc nó ăn được. Ờ con dư sức. Thấy cứng ngắt. Thấy xuống mương còn chìm mà, con chìm lại không xịn. Để em sợ đi hồi lâu á. Có chứ phận thấy con làm biến. Trời ơi, cho nhật mập nó ăn con đó còn dư nữa. Dư sức. Thấy vậy đó chứ mình nấu ra nhiều. Nhiều. Ở nhà. Ở nhà ăn hoài biết biết. Cái này mấy ông nội này rẻ chứ phải. Hồi nãy lấy con đó nữa, cái con này hồi đưa cho nhật mập đi. Mày bự hơn nãy à. Anh cũng mới hầm nồi nè. Ăn với con ngán. Ừ, bữa nay vậy là coi mấy con, hai con, sáu con không? Lục mạch cái gì của cưng rồi đó. Này sáu con rồi đó. Bữa hổm ta sáu con mà có ngon, vừa lại ăn con bán năm con 600 ngàn đi quay anh đi. Này lên luôn đi. Gắn ở quê mình kêu gắn lãi. Người ta kêu là gắn hổ may nha cả nhà. Nhiều tên gọi. Ông hai con, hai ông lượt lượm không? Nãy cũng dính con, hai con. Con dính trước dính sau. Trời ơi, ông bà ông ta tát rồi. Con dính trước dính sau. Mới lột. Con này mới dính. Mạnh lắm này, gắn được mà. Mạnh. Chạy hậu nón. Ông gầy đi cái bờ này lỡ háng chừng không dính. Cái này tay này mấy tay à? Đi gan còn sống à? Cái đầu cũng cứng. Sống không? Sống ngoe ngoe hay gì? Mới chết à. Nó mưa hoài cái nó đi đâu mất tiêu chừng, chạy nắng nắng lên nó nhạt ra nè. Gặp gắn mắt dính bữa nay gì bán cũng nhiều. Như không hành mắt tao ha. Ừ, hành giờ gần nhất 400 mấy. Khỏe mình rồi. Loại mệt mà thì có dính là khỏe liền rồi. Có bữa hổm 2-3 ngày liên tiếp lội dính con, một có khi không dính con nào nữa. Lớn dân chưa được nhiều nữa đó. Chứ dân nhiều chịu dính gì, dính thì hai mấy bữa em đội năm ngoái mười mấy con. Riêng cái loại này để dành dân dân gắn mấy con. Hôm nay em sợ em thấy vậy em dám xuống. Không gậy tính đi xuống dưới khu 1 dân nè. Cái đường mà đường giữa như cái đâu à? À, đường có đường giữa kinh đi qua mình hay đi từng ngoài đường mà mình dân từ chỗ rồi đó. Lỡ bộ đi xe hết rồi. Ừ lỡ bộ. Đi ngày mình đi xe gì lỡ bộ không? Lỡ bộ. Đi ra tổng đài. Bữa hôm Tâm nó đi dọ đó, có gặp mấy tay kia, bộ có xem kinh thì vậy biết luôn. Anh Tâm trong kinh em mà anh Tâm không gặp cho. Rồi, hai em hổ lãi, thu nạp thêm em nữa. Nãy giờ đừng chết là cứng túi này đó mấy bạn. Ừ. Chết thành hai con bự nữa. Nãy con trên kia bự. Này trứng mùa một bữa. Ê có dính là vui rồi cả nhà, nãy giờ lội cũng đuối, nãy dính con mà chết nghe mình bỏ rồi, nó sợ đi về lâu quá sợ nữa sình rồi nên bỏ rồi. Phải nãy con nãy bắt con nãy với con này nữa là hầm bốn người ăn dư sức. Mới chết còn cứng đơ đó. Cái lưới này
có đi dài dài hồi dính rồi. Ừ. Không có đi chạy đây được không? Con này chắc độ dính bữa trước quá Tông. Bởi vì nó mới chết nè chứ mới dính này dễ gì. Bờ này nó có dặn dặn bắt lại không hành hết, có hô hành không gà dính. Năm ngoái dặn bờ này không hành dính thì ghê, con lại không ngựa dính hết mà không hành dính nhiều. Rồi anh em mình nó gỡ con này nha cả nhà. Bấm dừng máy đây nha. Rồi, xong. Một em này chúc về cho fan hâm mộ của mình nó về nó hầm xả đi. Nó tới dưới Sóc Trăng bởi vì nãy con nãy sợ đem về tới dưới xà quá. Fan hâm mộ mà từ dưới Sóc Trăng chạy lên tới đây luôn đó mấy bạn. Rồi anh em mình sửa lưới nó giăng lại nha. Trời em đang hầm hì chuẩn bị mưa mấy bạn ơi. Em mình với fan hâm mộ đang thăm cái bờ bên đó nha. Mình đang ở phía bờ bên đây mấy bạn ơi. Nào có dính mình quên bấm máy cho mấy bạn xem. Trời đang chuyển mưa hơi tối nha cả nhà. Rồi hết lưới mấy bạn ơi. Rồi cho anh em mình kết thúc clip này nha cả nhà. Thì chưa chóng mình đắm cát thôi này. Thế con đem ở đây luôn đi. Công muốn giống luôn. Kể đem đại đây. Đây bữa nay được nhiêu mấy bạn ơi. Đó. Chục mấy bạn ơi. Túi này khoảng chỉ mấy ngàn 2 ký chứ mấy con chết nữa đó mấy bạn. Đây còn con chết nữa nè. Đó con chết nữa. Như nãy giục hết 2 con rồi. Giục hết 2 con rồi. Mấy con. Đây thành quả nghe mấy bạn. Thành quả đêm nay. Bữa nay chứ đêm nay gì. Rồi. Chào luôn. Đây sao chụp được đây làm tấm. Để tính vô chổng nhiều chổng mình bắt ra. Chổng chụp hình ảnh thôi có quay. Chổng chụp hình. Rồi, cho anh em mình kết thúc clip này. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ và đừng quên nhấn nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.